chào quý phụ huynh và các bạn học sinh đã quay trở lại với chương trình Văn Lang Q&A, series tư vấn tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Văn Lang. Quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, Mỹ Như xin chia sẻ với cả nhà một tin vui tuyển sinh. Đó chính là vừa qua, trường Đại học Văn Lang đã chính thức thông báo tuyển sinh khóa đầu tiên của ngành quản lý công nghiệp, nâng tổng số ngành đào tạo của trường lên 66 ngành. Như vậy thì trong năm nay, các bạn đã có thêm một lựa chọn cho việc xét tuyển vào trường Đại học Văn Lang. Các bạn có thể xét tuyển ngay vào trường trong đợt xét tuyển học bạ đợt 2 cho ngành quản lý công nghiệp. Và các bạn cũng đừng quên thì chúng ta hãy theo dõi trên website và fanpage của trường Đại học Văn Lang để không bỏ lỡ và cập nhật kịp thời các tin tức tuyển sinh nha. Và có mặt trong trường quay tối nay để tư vấn cho các bạn thí sinh, Mỹ Như xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phạm Anh Đức, thầy là trưởng ngành quản lý công nghiệp tại trường Đại học Văn Lang. Xin gửi lời chào thân ái đến các quý phụ huynh và các bạn sinh viên. Tôi rất vui được đại diện cho ngành quản lý công nghiệp để định hướng cho quý phụ huynh và các bạn học sinh chọn đúng ngành, đúng nghề cho ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn thầy. Và ngành quản lý công nghiệp cũng chính là ngành thứ 61 của trường Đại học Văn Lang. Để các bạn thí sinh có thể hiểu hơn về chương trình đào tạo của ngành quản lý công nghiệp thì em cũng xin mời thầy Đức, thầy có thể giới thiệu những điểm đặc biệt cũng như là thế mạnh đào tạo ngành quản lý công nghiệp tại trường Đại học Văn Lang nha thầy. Cảm ơn MC Mỹ Như. Thì tôi cũng sẽ chia sẻ với quý phụ huynh và các em học sinh về ngành quản lý công nghiệp có những cái đặc trưng thú vị như thế nào. Thì ngành quản lý công nghiệp của Đại học Văn Lang á, thì nó có những cái đặc trưng như sau. Đây là ngành này được xây dựng dựa theo chương trình top 100 của các trường đại học trên thế giới, đó là Đại học Illinois của Hoa Kỳ. Chính xác hơn thì ngành này là xếp thứ 48 theo đờ năm 2022. Thứ hai thì ngành này nó có một cái đặc điểm cực kỳ quan trọng là sinh viên sẽ được tham gia thực tập hơn 30% tại doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý công nghiệp cũng như là quản trị kinh doanh. Và một trong những cái đặc điểm không thể bỏ qua nữa mà không có một cái khối ngành của quản lý công nghiệp của trường đại học khác ở Việt Nam thực hiện thì đó là sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Thì đây là những cái đặc trưng mà khối ngành ngành quản lý công nghiệp của Đại học Văn Lang sẽ cung cấp cho các em sinh viên khi tham gia vào chương trình của trường Đại học Văn Lang. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của thầy. Và để đồng hành với thầy Đức ngày hôm nay thì chương trình chúng ta còn chào đón một thành viên khác cũng đến từ khoa kỹ thuật an toàn. Mỹ Như xin được giới thiệu thạc sĩ Trần Cẩm Nhung, cô là giảng viên ngành quản lý công nghiệp khoa kỹ thuật an toàn, sẽ cùng với thầy Đức để giải đáp những thắc mắc của các bạn thí sinh. Em xin mời cô Nhung gửi lời chào đến các bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Và kính thưa quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh thân mến, thì trong ngành kỹ thuật, ngành công nghệ kỹ thuật điện và điện tử và ngành kỹ thuật cơ điện tử có một mối quan hệ rất là mật thiết với ngành quản lý công nghiệp. Hứa hẹn thì những ngành này mang lại cơ hội việc làm rất lớn cho các bạn thí sinh. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn kết nối với ban tư vấn hùng hậu của chúng ta đến từ khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính nha. Em xin mời các thầy cô gửi lời chào đến các bạn học sinh đang theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Đầu tiên em xin kết nối với tiến sĩ Phan Xuân Lễ, phó trưởng khoa trưởng bộ môn công nghệ kỹ thuật điện điện tử. Em xin mời thầy gửi lời chào đến các bạn học sinh ạ. Dạ thầy ơi, thầy bật mic lên để mình gửi lời chào đến các bạn học sinh nha thầy. Mình có một chút trục trặc về kỹ thuật nên em xin giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Trần Hải Minh là giảng viên bộ môn công nghệ kỹ thuật điện điện tử. Có thể gửi lời chào đến các bạn học sinh đang theo dõi qua livestream ạ. Tôi là Nguyễn Trần Hải Minh, là thuộc bộ môn điện điện tử, ngành điện tử thuộc khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính. Thì hôm nay tôi rất trân trọng
Trọng được mời tham gia buổi livestream của trường Đại học Văn Lang. Tôi rất vinh dự được ngồi đây để tư vấn cho các phụ huynh, các em học sinh để lựa chọn một cái ngành như mình mong muốn. Tôi xin chúc các em học sinh có được cái sau cái buổi livestream hôm nay thì sẽ lựa chọn được cái ngành mà mình đi theo mình đến suốt cái tương lai, suốt cuộc đời của mình. Tôi xin trân trọng kính chào. Dạ, em cảm ơn thầy. Em xin kết nối với thạc sĩ Tăng Hà Minh Quân là phụ trách bộ môn kỹ thuật cơ điện tử. Có thể gửi lời chào đến các bạn học sinh ạ. Xin kính chào quý vị phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh đang xem chương trình livestream tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Văn Lang ngày hôm nay. Thầy tên là Minh Quân, giảng viên bộ môn cơ điện tử, khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính. Hôm nay thì thầy rất vui khi được các em cùng tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh. Thầy hy vọng rằng với những cái thông tin mà những cái thầy cô ở đây cung cấp thì các em sẽ có thêm được những cái thông tin hữu ích để mà có thể lựa chọn được ngành nghề phù hợp cho bản thân cũng như là định hướng được nghề nghiệp cho tương lai sau này. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn thầy. Em xin giới thiệu thạc sĩ Ngô Thị Hoa là giảng viên bộ môn kỹ thuật cơ điện tử. Cô có thể gửi lời chào đến các bạn nha cô. Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh đang xem buổi livestream tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Văn Lang ngày hôm nay ạ. Mình xin giới thiệu, mình tên là Ngô Thị Hoa, là giảng viên của bộ môn kỹ thuật cơ điện tử thuộc khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính. Hôm nay mình rất là hân hạnh khi được tham dự buổi livestream để tư vấn giải đáp thắc mắc cho các em học sinh. Hy vọng là sau buổi hôm nay các em sẽ có thêm nhiều cái lựa chọn hơn cho ngành nghề tương lai của mình và sẽ có được một cái quyết định đúng đắn cho tương lai. Xin cảm ơn. Dạ, em xin cảm ơn cô. Lúc nãy thì thầy Lễ có mất kết nối thì em xin kết nối lại với thầy. Em mời tiến sĩ Phan Xuân Lễ là phó trưởng khoa trưởng bộ môn công nghệ kỹ thuật điện điện tử. Có thể gửi lời chào đến các bạn học sinh nha thầy. Chào tất cả quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Thì hôm nay mình sẽ cùng với các thầy cô của Đại học Văn Lang sẽ có cái buổi livestream để mà giới thiệu về hai cái ngành là ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử và ngành cơ điện tử. Như vậy thì hiện tại là hai ngành này thuộc quản lý của khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính. Thì hiện tại thì hai ngành này có cái tên gần như nhau, cho nên là một số em học sinh thì cũng không có phân biệt được là cái sự khác nhau giữa hai cái ngành, cho nên là cũng có một số cái băn khoăn trong việc lựa chọn ngành nghề của mình cho nó phù hợp. Thì cũng hy vọng rằng là sau cái buổi giới thiệu về ngành nghề hôm nay thì các em sẽ có một cái lựa chọn về ngành nghề của mình, sẽ có sự hiểu biết và lựa chọn ngành nghề của mình cho nó phù hợp nhất. Dạ, em cảm ơn thầy. Và để đồng hành với thầy Đức ngày hôm nay thì em cũng xin giới thiệu thạc sĩ Trần Cẩm Nhung, cô là giảng viên ngành công quản lý công nghiệp, khoa kỹ thuật an toàn. Em xin mời cô gửi lời chào đến các bạn học sinh đang theo dõi qua livestream nha cô. Các bạn ơi, thì hiện tại thì cô Nhung cũng chưa kết nối lại được với chương trình nên chúng ta sẽ vào phần quan trọng nhất, đó chính là phần Q&A. Thì trước khi bắt đầu phần này thì như hồi nãy thầy Lễ cũng đã nói thì trường chúng ta có hai ngành là ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử và ngành kỹ thuật cơ điện tử. Thì có đôi chút nhầm lẫn nên hôm nay Mỹ Như xin phép được gọi ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử sẽ gọi là điện điện tử và ngành kỹ thuật cơ điện tử thì chúng ta sẽ gọi là cơ điện tử các bạn nha. Và dù kết nối online thì em tin chắc là cũng sẽ không phải là trở ngại khi để giúp thầy cô kết nối với các bạn học sinh qua livestream ngày hôm nay. Thầy cô sẽ vẫn rất là nhiệt tình trả lời tất cả các câu hỏi nên các bạn đừng ngần ngại để lại với phần dưới phần bình luận để dành các câu hỏi cho thầy cô nha. Và để bắt đầu phần Q&A thì đầu tiên em cũng xin mời tiến sĩ Phạm Anh Đức, thầy có thể giới thiệu thêm về chương trình đào tạo của ngành quản lý công nghiệp cũng là một ngành mới tại trường Đại học Văn Lang được không thầy? Xin cảm ơn MC Mỹ Như.
thì ngành công nghiệp, ngành quản lý công nghiệp của Đại học Văn Lang thì nó có những cái đặc trưng, đó là những đây là giới thiệu một cái ngành thực tế có mối giao thoa giữa kinh tế và kỹ thuật. Thì ngành này sẽ đào tạo ra các bạn sinh viên thực hiện làm việc trong các nhà máy sản xuất, rồi những cái công ty về kinh doanh cũng như là quản lý tài chính. Hơn nữa thì ngành này sẽ đào tạo ra cho chúng ta có một cái tích hợp giữa ba cái chuyên ngành. Chuyên ngành thứ nhất đó là quản lý về nhà máy. Chuyên ngành thứ hai đó là logistics và chuỗi cung ứng, và thứ ba đó là an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Thì đây là một cái mối quan hệ của ba cái lĩnh vực mà các bạn sau khi ra trường thì mà có khả năng rất dễ dàng để có thể tìm được một công việc phù hợp với mình với một cái mức lương rất là với một cái mức lương mà rất là đảm bảo cho cái cuộc sống của mình. Hơn nữa thì ngành này còn đóng góp cho sự phát triển của xã hội cũng như là đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động ở doanh nghiệp và nhà máy. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của thầy. Thì sau những chia sẻ của thầy thì cô Nhung ơi, cô có thể giới thiệu thêm về chương trình đào tạo của ngành quản lý công nghiệp tiếp nối những chia sẻ của thầy Đức được không cô? Cảm ơn MC Mỹ Như. Lần đầu tiên thì cô xin gửi lời chào đến quý vị phụ huynh, các em học sinh và các bạn đang xem chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Cô hiện đang là giảng viên của ngành quản lý công nghiệp thuộc khoa kỹ thuật an toàn trường Đại học Văn Lang. Cô rất vui khi đến với buổi hôm nay có thể là chia sẻ một số cái thông tin hữu ích và cần thiết cho các em học sinh. Tiếp nối lời của thầy tiến sĩ Phạm Anh Đức, trưởng ngành quản lý công nghiệp của trường Đại học Văn Lang, thì cô xin nói thêm chi tiết về chương trình đào tạo của ngành quản lý công nghiệp của trường Đại học Văn Lang. Thì được xây dựng với 151 tín chỉ, bao gồm các khối kiến thức về đại cương và khối kiến thức về chuyên ngành. Đào tạo trong vòng 4 năm thì văn bằng sau khi tốt nghiệp của các bạn là văn bằng kỹ sư quản lý công nghiệp. Các bạn sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý công nghiệp thì sẽ được trang bị đầy đủ những cái kiến thức và kỹ năng cần thiết thông qua các cái học phần liên quan như là về các cái hoạt động sản xuất, hệ thống điều khiển, rồi logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị nguồn nhân lực, quản lý dự trữ và kho hàng, quản trị chất lượng, phân tích quyết định, cải tiến năng suất, vân vân. Và từ đó thì các bạn có thể là đưa ra những cái giải pháp tối ưu trong việc sử dụng nguồn lực có giới hạn về con người, về vốn, về máy móc thiết bị và năng lượng, thời gian chẳng hạn. Và đặc biệt là ở cái ngành quản lý công nghiệp của trường Đại học Văn Lang thì có tích hợp bổ sung mảng kiến thức liên quan đến quản lý về an toàn sức khỏe cho người lao động và môi trường phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Cô xin hết. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của cô và thầy. Thì em cũng mong là sau những chia sẻ của thầy cô thì các bạn học sinh cũng cảm thấy là bản thân mình yêu thích hoặc là phù hợp với ngành quản lý công nghiệp, thì các bạn cũng có thể nộp học bạ ngay vào đợt 2 để có thể xét tuyển vào trường Đại học Văn Lang nha. Và thầy Lễ ơi, hồi nãy thì thầy cũng có nhắc đến là trường chúng ta có hai ngành là công nghệ kỹ thuật điện điện tử và ngành kỹ thuật cơ điện tử, thì các bạn học sinh thường rất là dễ nhầm lẫn hai ngành này. Thì em xin mời thầy cô cũng có thể là giải thích rõ hơn là điểm khác biệt của hai ngành này là gì được không thầy? Sau đây thì mình cũng xin là giới thiệu hai cái ngành là ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử và ngành kỹ thuật cơ điện tử. Thì hai ngành này hiện tại thì có cái tên nó cũng có gì đó là nó tự tựa nhau, cho nên là học sinh khi mà nộp hồ sơ bất kỳ vào trường nào cũng vậy, khi gặp hai cái tên ngành này cũng có một cái sự nhầm lẫn. Nhưng mà hiện tại thì cái chương trình đào tạo xây dựng chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử tại Đại học Văn Lang với lại là ngành kỹ thuật cơ điện tử, thì trước hết mình cũng xin giới thiệu là ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử tại Đại học Văn Lang là sẽ đã được xây dựng là theo hai cái hướng đào tạo. Hướng thứ nhất là hướng đào tạo theo cái lĩnh vực điều khiển tự động. Như vậy thì ở đây là
sẽ sử dụng các cái kiến thức mà các em học được trong trong ngành lĩnh vực điện tử để mà phục vụ cho các cái hoạt động điều khiển tự động giám sát trong công nghiệp cũng như là trong dân dụng. Cái hướng thứ hai đó là hướng năng lượng điện. Như vậy thì cái hướng năng lượng điện này là sẽ được đào tạo theo cái phát triển theo cái hướng về năng lượng điện tái tạo. Như vậy thì ở đây là bên ngành của trường sẽ đào tạo theo cái phát triển theo cái hướng về năng lượng điện mặt trời và năng lượng điện gió. Đây là hai cái loại nguồn năng lượng điện sạch hiện giờ các nước trên thế giới cũng đang phát triển rất mạnh mẽ, và trong những năm gần đây thì tại Việt Nam cũng đã phát triển rất là mạnh mẽ. Rồi đó là cái bên ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử. Còn đối với ngành cơ điện tử, ở đây là sự tích hợp giữa các kiến thức về cơ khí điện tử và kỹ thuật máy tính để mà phát triển các cái sản phẩm của lĩnh vực cơ khí, đi sâu chuyên sâu về điều khiển cho lĩnh vực cơ khí. Như vậy thì có thể là tạo ra các cái sản phẩm về robot hoặc là các cái sản phẩm về cái hệ thống cơ khí sản xuất trong các cái dây chuyền công nghiệp. Như vậy thì chủ yếu là phục vụ cho cái vấn đề điều khiển của các cái hệ thống cơ khí là chính. Như vậy thì giữa ngành điện điện tử với lại là ngành cơ điện tử thì có một cái sự gọi là na ná giống nhau ở chỗ là điều khiển. Như vậy thì cái vấn đề điều khiển ở bên điện điện tử thì sẽ là một cái điều khiển nó mang tính là rộng hơn, còn bên đó là rộng hơn trong công nghiệp. Còn bên cơ điện tử thì chuyên sâu về cái vấn đề điều khiển các cái thiết bị máy móc bên cơ khí là chính. Đó là cái sự phân biệt khác nhau giữa hai bên giữa điện tử với lại là cơ điện tử. Riêng cái lĩnh vực năng lượng điện thì bên ngành điện tử là có sự khác biệt rõ rệt luôn, chứ không có trùng lẫn vào so với là cơ điện tử. Như vậy thì tóm lại một điều là ở đây cái giữa ngành điện tử với lại là cơ điện tử là có sự trùng nhau là ở chỗ vấn đề điều khiển, nhưng mà điều khiển ở lĩnh vực điện tử rộng rãi hơn trong công nghiệp, có nghĩa là đi sâu vào tất cả các cái lĩnh vực trong công nghiệp như là trong dân dụng. Còn với ngành cơ điện tử thì đào sâu về cái điều khiển các cái thiết bị máy móc, robot, v.v. Những cái đó thì thầy Quân với lại là cô Hoa sẽ giới thiệu cụ thể hơn về cái ngành cơ điện tử. Đó là cái sự khác biệt. Rồi, xin cảm ơn em học sinh cũng như là phụ huynh đã lắng nghe. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Và các bạn học sinh ơi, thầy đã giúp chúng ta phân biệt được hai ngành nghề này rồi. Thì nếu các bạn còn những thắc mắc thì các bạn cứ để lại dưới phần bình luận, thì thầy cô sẽ giúp các bạn giải đáp rõ hơn nha. Và tiếp theo thì em xin mời thầy Minh. Thầy có thể giới thiệu thêm về chương trình đào tạo của ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử tại trường Đại học Văn Lang nha thầy. Vâng, tôi xin thay mặt bộ môn điện tử xin giới thiệu qua về cái ngành công nghệ kỹ thuật điện tử của trường Đại học Văn Lang. Thì như đã chúng tôi đã giới thiệu từ đầu thì ngành công nghệ kỹ thuật điện tử là một trong năm ngành của khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính của thuộc trường Đại học Văn Lang. Thì ngành được đào tạo trong sinh viên học trong vòng 4 năm với 159 tín chỉ và đại cương và chuyên ngành. Thì cái thời gian đào tạo là 4 năm, và sau khi học xong 4 năm thì sinh viên sẽ được cấp bằng kỹ sư điện điện tử. Thì để nói rõ hơn về ngành thì Đại học Văn Lang khi mà mở ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử thì dựa trên cái nhu cầu thực tế của xã hội đối với nguồn nhân lực chuyên về ngành điện điện tử chất lượng cao. Vì sự phát triển mạnh mẽ và đa dạng của các khu nghiệp như là khu chế xuất và các nhà máy, các cao ốc văn phòng, hay là sự phát triển mạnh mẽ hiện nay của cái ngành năng lượng tái tạo, thì cái điều kiện này sẽ là cái điều kiện để sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể mà dễ dàng kiếm việc làm. Với ngành điện tử thì có cái đội ngũ giảng viên là có cái kinh nghiệm giảng dạy và làm việc ở tại các cái trường và các cái công ty từ 10 năm đến 20 năm. Ở Đại học Văn Lang thì ngành điện tử được trang bị cho sinh viên
các cái cập nhật sinh viên những cái kiến thức từ cơ bản đến chuyên ngành về kỹ thuật thiết kế và điều hành sản xuất trong các lĩnh vực điện tử, lĩnh vực mà các bạn lựa chọn. Thì để nói sâu về cái ngành này thì cái chương trình học của các em sẽ được là đào tạo các kiến thức về thiết kế, tư vấn, giám sát và thi công các cái công trình thuộc lĩnh vực điện điện tử như là hệ thống điều khiển và giám sát công nghiệp, các phân xưởng nhà sản xuất, các trạm biến áp, trạm truyền tải hay là các cái công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, các cái nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện và nhà máy năng lượng điện gió, năng lượng mặt trời. Ngoài ra thì sinh viên còn được đào tạo các cái kỹ năng quản lý vận hành, chuyển giao công nghệ trong cái lĩnh vực điện tử. Và sau khi tốt nghiệp thì các em sẽ được tham gia các hoạt động sản xuất với cái vai trò là hỗ trợ kỹ thuật cho các cái doanh nghiệp, các tư vấn thiết kế và giám sát thi công các cái công trình điện tự động hóa trong các cái lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, truyền tải và sản xuất điện năng, quản lý vận hành các cái hệ thống công nghiệp trong cái lĩnh vực năng lượng điện, có thể là lên các cái vị trí cao như là giám đốc kỹ thuật hay là cái trưởng bộ phận kỹ thuật trong các cái công ty doanh nghiệp như là thuộc lĩnh vực điện điện tử. Ngoài ra khi mà các bạn ra trường rồi á thì các cái kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện tử có thể là làm việc tại các cái trường đại học, ví dụ như là các cái trường tham gia vào các lĩnh vực dạy học hay là nghiên cứu về khoa học bên cái lĩnh vực điện điện tử. Thì với ngành điện điện tử ở Đại học Văn Lang thì như nãy thầy Lễ cũng có giới thiệu là sẽ đào tạo theo hai hướng chuyên sâu, đó là hướng năng lượng điện và điều khiển tự động. Thì xu hướng mà đào tạo của ngành này á, thì từ sau năm đầu tiên thì sinh viên sẽ dần nắm bắt được các cái kiến thức thật cần thiết để mà tiếp cận vào cái thị trường của ngành điện điện tử. Và trong vòng 4 năm thì khoa cũng chuyên sâu cho sinh viên về các cái chuyên môn, về các cái giáo trình và các tài liệu luôn liên tục được cập nhật. Bên cạnh đó thì khoa và nhà trường chú trọng bồi dưỡng cái khả năng tiếng Anh cho các em và liên tục cập nhật các cái phần mềm tin học để các em khi mà ra trường sẽ không có bỡ ngỡ. Đồng thời thì trong cái bộ môn điện tử và khoa và nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em từ năm nhất sẽ được tiếp cận vào các cái chương trình trải nghiệm thực tế như là đi tham quan các nhà máy, các phân xưởng của các cái công ty và có các cái workshop chuyên ngành như là workshop Roboca hay là workshop Solar để các em có thể làm quen đến các cái công việc thực tế trong khi mà chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường. Và cuối cùng thì chương trình của chúng ta trong 4 năm, nhưng mà có một lưu ý là trong chương trình sẽ gói gọn trong 3 năm, còn năm thứ tư thì các em sẽ chủ yếu là đi thực tập doanh nghiệp và làm các cái đồ án tốt nghiệp. Tôi xin hết. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Và tiếp theo thì em cũng xin mời thầy Quân, thầy có thể giới thiệu tổng quan hơn về chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật cơ điện tử của trường Đại học Văn Lang nha thầy. Xin chào các em học sinh. Thì thầy sẽ nói sơ qua về cái chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật cơ điện tử. Thì chương trình đào tạo ngành kỹ thuật cơ điện tử của trường Đại học Văn Lang tổng thời lượng là 150 tín chỉ và được đào tạo trong vòng 4 năm. Thì cái văn bằng khi mà các bạn tốt nghiệp thì nó là văn bằng kỹ sư. Thì như thầy Lễ đã chia sẻ thì ngành cơ điện tử nó là một cái ngành khá là đặc biệt. Đó là cái sự kết hợp liên ngành giữa các cái khối kiến thức về cơ khí này, về điện tử này, về tự động hóa, kỹ thuật máy tính, và đặc biệt đó là các khối kiến thức liên quan đến robot và trí tuệ nhân tạo. Nó là cái khối kiến thức trọng tâm trong cái chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật cơ điện tử. Trong suốt cái chương trình học của mình thì các bạn sẽ được tham gia vào các cái môn thực hành, ví dụ như là thực hành cơ khí này, thực hành về vi điều khiển này, thực hành về mạch điện này, thực hành về điều khiển PLC. Ngoài ra thì các bạn còn có thể là tham gia thực hiện các cái đồ án trong suốt quá trình học, ví dụ như là đồ án về truyền động cơ khí, đồ án về điều khiển hệ thống cơ điện tử, đồ án về robot, đồ án về ứng dụng IT. Thì với những cái khối kiến thức liên ngành như vậy thì mình sẽ đảm bảo được mục tiêu cuối cùng của mình, đó là tạo ra các cái sản phẩm cơ điện tử. Thì các cái sản phẩm cơ điện tử ở đây đó là các cái thiết bị máy móc tự động hóa,
các cái robot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các cái thiết bị thông minh. Thì với cái thời lượng trí tuệ nhân tạo như vậy thì đáp đủ để đáp ứng cho các bạn sau này khi mà ra trường có thể đáp ứng được các cái nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Thì về cơ hội việc làm, về cơ hội việc làm của ngành kỹ thuật cơ điện tử thì hiện nay các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng rất là nhiều. Thì khi mà các bạn tốt nghiệp kỹ sư cơ điện tử thì các bạn có thể là làm ở các vị trí là quản lý, vận hành, bảo trì các cái hệ thống máy móc sản xuất tự động hóa, hoặc là tư vấn thiết kế các cái robot công nghiệp, robot phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, hoặc là các bạn cũng có thể là tham gia vào nghiên cứu chuyển giao công nghệ hoặc là chuyển giao các cái dây chuyền sản xuất cho các cái nhà máy xí nghiệp. Thì như các bạn đã biết là kho kỹ thuật cơ điện và máy tính là trong đó là gồm có 5 ngành là ngành điện điện tử, ngành cơ điện tử, ngành kỹ thuật phần mềm, ngành kho dữ liệu và ngành kỹ thuật nhiệt. Thì đây là một cái môi trường rất là thuận lợi để cho các bạn có thể học tập cái ngành cơ điện tử, tại vì cái ngành cơ điện tử đó là tổng hợp của những các ngành này. Đó, thì các bạn sẽ được các cái bộ môn khác, các cái ngành khác hỗ trợ, các thầy cô của bộ môn khác hỗ trợ rất là nhiều. Ví dụ như là các bạn sinh viên cơ điện tử khóa trước hiện tại đang tham gia một cái chương trình, một cái cuộc thi đó là lập trình xe tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo, và dự kiến là tháng 9 này sẽ tổ chức cuộc thi đó. Thì hy vọng rằng thầy sẽ được gặp các bạn sinh viên khóa mới K28 ngành cơ điện tử sẽ cùng tham gia vào cái cuộc thi đó. Xin cảm ơn các bạn. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Và tiếp nối phần chia sẻ của thầy Quân thì em được biết là ngành kỹ thuật cơ điện tử tại trường Đại học Văn Lang thì sẽ đào tạo theo cái hướng chuyên sâu là Robotics và AI. Thì em cũng xin được mời thạc sĩ Ngô Thị Hoa sẽ giới thiệu thông tin cho các bạn học sinh đang theo dõi qua livestream về định hướng này ạ. Tiếp theo, tiếp nối với phần giới thiệu về chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật cơ điện tử của thầy Quân, thì con xin được giới thiệu thêm về cái hướng chuyên sâu của ngành kỹ thuật cơ điện tử. Thì như chúng ta đã biết, các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng hay là robot thì đang đóng vai trò rất là quan trọng trong xã hội hiện nay, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thì đi đâu chúng ta cũng nghe tới robotics hoặc là AI. Thì trong nhận thấy được cái sự cần thiết để có những cái môn như là robot và trí tuệ nhân tạo để bổ sung thêm những cái kiến thức và kỹ năng cho sinh viên ngành kỹ thuật cơ điện tử, thì cái chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật cơ điện tử Đại học Văn Lang sẽ đào tạo theo cái hướng robotics và AI để giúp cho sinh viên có khả năng kết hợp các môn học chuyên ngành với những kiến thức về kỹ năng robot. Chẳng hạn như chúng ta có thể kết hợp với những môn về điều khiển như là vi điều khiển hệ thống nhúng, và bổ sung thêm những cái môn chuyên sâu về robot và AI, là chúng ta sẽ có thêm những môn như là kỹ thuật robot, lập trình robot hoặc là đồ án robot. Về AI hay còn gọi hay là trí tuệ nhân tạo thì chúng ta sẽ có bổ sung thêm cái môn là học máy, là machine learning và trí tuệ nhân tạo. Thì từ đó có thể tạo ra, từ những cái kiến thức mà được bổ sung thì sinh viên học cái ngành kỹ thuật cơ điện tử thì có thể tạo ra được các hệ robot vật lý thông minh, và qua đó thì sinh viên có khả năng cạnh tranh và đáp ứng các nhu cầu xã hội trong cái nhóm mà làm việc về cơ điện tử liên quan tới robotics và trí tuệ nhân tạo. Đó là những cái thông tin mà cô muốn bổ sung thêm cho các bạn học sinh quan tâm về ngành kỹ thuật cơ điện tử của trường Đại học Văn Lang. Dạ, em xin cảm ơn những lời chia sẻ đến từ các thầy cô, và hy vọng là những chia sẻ vừa rồi cũng truyền cảm hứng cho các bạn học sinh đang yêu thích và mong muốn lựa chọn ngành quản lý công nghiệp, ngành công nghiệp kỹ thuật
cơ điện điện tử và kỹ thuật cơ điện tử. Và ngay bây giờ thì dưới phần bình luận em đã nhận được rất là nhiều câu hỏi đến từ các bạn học sinh đang theo dõi qua livestream rồi. Thì ngay bây giờ thì mình cùng nhau đến với phần gỡ rối cho các bạn học sinh ngay luôn nha các thầy cô. Và câu hỏi đầu tiên thì quay trở lại với trường quay thì em xin mời thầy Đức có thể giải đáp câu hỏi này giúp cho bạn Vân Anh. Là dạ em chào thầy cô. Thầy cô cho em hỏi là ngành quản lý công nghiệp chúng ta sẽ học trong bao lâu? Và ngành có đòi hỏi tiếng Anh trước khi tốt nghiệp hay không ạ? Em xin mời thầy Đức có thể giải đáp câu hỏi này giúp cho bạn Vân Anh ạ. Cảm ơn bạn Vân Anh. Đây là một cái câu hỏi mà rất hay, rất thiết thực mà gần như là tất cả các bạn học sinh hay sinh viên nào rất quan tâm khi mà học lĩnh vực quản lý công nghiệp cũng như là các ngành học khác. Thì ngoại ngữ và tin học là hai cái kiến thức và kỹ năng rất cần thiết khi mà các bạn học ở trong trường đại học cũng như là đi làm thực tế bên ngoài. Thì đối với tất cả các ngành đào tạo của Đại học Văn Lang thì có cái yêu cầu là đó là mình khi tốt nghiệp đạt được IELTS 6.0. Thì mức IELTS 6.0 thì đó là một cái mức tiếng Anh ngoại ngữ rất cần thiết cho các bạn mà không chỉ làm việc ở các doanh nghiệp nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia, mà các bạn còn có khả năng là phát triển để đi du học ở các quốc gia châu Á cũng như là các quốc gia phát triển khác ở trên thế giới. Xin cảm ơn. Và sau những chia sẻ của thầy thì bạn Vân Anh cũng như các bạn học sinh đang theo dõi qua livestream cũng thấy là tầm quan trọng của tiếng Anh được áp dụng trong tất cả các ngành nghề, không riêng gì ngành quản lý công nghiệp. Và câu hỏi tiếp theo thì em cũng xin được mời thầy Lễ có thể giúp bạn Vân Vân trả lời câu hỏi sau đây ạ. Lúc nãy em có nghe các thầy nói học ngành điện điện tử sẽ có thể tham gia các workshop. Em không biết workshop đó là như thế nào ạ. Ngoài ra thì em muốn biết thêm là học ngành điện điện tử thì mình có thực hành nhiều không ạ các thầy cô? Em xin mời thầy Lễ có thể giúp bạn Vân Vân giải đáp ạ. Sau đây thì mình xin giải đáp cái câu hỏi của em. Thì thực ra thì học ngành điện điện tử hiện nay thì các em có thể là tham gia trong tất cả các cái nơi mà chúng ta có thể là buôn bán thiết bị hoặc là nó liên quan về cái lĩnh vực điện điện tử, cung cấp chúng ta có thể là nhập và chúng ta có thể là cung cấp cho các công ty rồi bảo trì bảo hành vân vân. Đó là một cái, rồi còn một cái nữa là ví như khi công việc của thuộc lĩnh vực điện điện tử thì các em có thể là ra làm bên thiết kế này, tư vấn giám sát cho các cái công trình thuộc lĩnh vực điện điện tử. Ví dụ như trong các cái công trình dân dụng và công nghiệp, dân dụng công nghiệp tất cả các nhà máy là đều có hết các cái công trình điện, các cái hệ thống điện và điện tử, và trong đó là có các cái máy móc thuộc về cái lĩnh vực điện điện tử thì nó sẽ là liên quan tới vấn đề là chúng ta có thể là chúng ta thiết lập, chúng ta chế tạo ra các cái hệ thống điều khiển đó để mà chúng ta có thể là điều khiển máy móc này. Rồi ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là tham gia trong các cái công trình xây dựng. Ví dụ như bây giờ các cái công trình xây dựng ở tại các cái trung tâm thương mại này, chung cư này, hoặc là các cái tòa nhà vân vân, thì tại những nơi đây nó có cái các cái hệ thống cơ điện, cho nên là cái ngành điện điện tử sẽ tham gia thiết kế, thi công và tư vấn giám sát các cái công trình điện này. Riêng về cái lĩnh vực năng lượng thì hiện tại sinh viên tốt nghiệp ngành điện điện tử có thể là tham gia vào các cái công việc thuộc bên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Như vậy thì các cái công việc trong lĩnh vực quản lý vận hành hệ thống điện, nhà máy điện, hoặc là chúng ta có thể là tham gia thi công các cái công trình điện như là các cái nhà máy điện mặt trời, các cái nhà máy điện gió, vân vân, thì chúng ta có thể là tham gia vào các cái lĩnh vực này. Đó, như vậy thì đó là những cái công việc cơ bản của thuộc lĩnh vực điện điện tử. Và hiện nay thì mình cũng
cũng có nhận mấy cái đơn đặt hàng từ Nhật đã gửi về, nhưng mà có điều là sinh viên hiện giờ là học chưa có kịp tốt nghiệp, cho nên là bên bên Nhật người ta cũng cần các cái chuyên gia về lĩnh vực điện điện tử để mà làm các cái chế tạo ra các cái bo mạch, hoặc là ví như viết cái chương trình điều khiển cho cái các cái dự án của họ. Như vậy thì họ cũng có gửi đơn đặt hàng qua, nhưng mà hiện tại là bên mình cũng chưa có sinh viên để mà đáp ứng kịp, do đó là nhu cầu thị trường hiện giờ rất là cao. Và trong khi đó thì cái việc mà đáp ứng cái nguồn nhân lực cho các cái lĩnh vực này thì lại bị thiếu hụt. Hiện tại thì ở trong nước, ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có hỏi một số cái đơn, gọi là các cái đơn hàng để mà cho bên lĩnh vực điện điện tử thiết kế, nhưng mà hiện tại cũng chưa có kịp để mà đáp ứng nhu cầu, nói chung là nhu cầu xã hội hiện giờ trong tất cả các cái lĩnh vực về công nghiệp đều là phát triển rất là mạnh, do đó là nhu cầu rất là lớn. Đó là cái cơ bản về ngành nghề là như thế. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Và các bạn ơi, nhu cầu của thị trường hiện nay đối với ngành điện điện tử đang rất cao, cũng như là mở ra cho các bạn là cơ hội việc làm nữa, nên là các bạn cũng đừng ngần ngại lựa chọn nếu mà mình yêu thích ngành nghề này nha. Và câu hỏi tiếp theo thì em cũng xin mời thầy Quân có thể giúp bạn giải đáp câu hỏi: học ngành kỹ thuật cơ điện tử, mình có thể tạo ra những sản phẩm nào vậy thầy? Cảm ơn câu hỏi của các bạn nha. Thì thầy chia sẻ với các bạn nè, thì những cái sản phẩm của ngành cơ điện tử, thì ví dụ như là những sản phẩm về máy móc tự động hóa, thì ví dụ như là các cái dây chuyền sản xuất tự động này, các cái hệ thống chiết rót trong các cái nhà máy bia rượu nước giải khát, thì có các cái dây chuyền chiết rót. Rồi trong các cái nhà máy công nghiệp thì nó sẽ có các cái dây chuyền là đóng hộp, đóng thùng, hoặc là những cái loại máy phổ thông hơn, đó là ví dụ như là máy phân loại cà chua đó. Rồi ngoài ra thì các cái sản phẩm về robot thì mình sẽ có là các sản phẩm về cánh tay robot công nghiệp, rồi các cái robot phục vụ cho cuộc sống. Robot phục vụ cho cuộc sống ví dụ như là các cái robot mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo để mà hướng dẫn hỗ trợ bệnh nhân này, hỗ trợ học tiếng Anh này, hỗ trợ chỉ đường trong các cái khu resort. Đó. Rồi ngoài ra thì mình còn có các sản phẩm về các cái thiết bị thông minh, ví dụ như là ngôi nhà thông minh chẳng hạn, thì các bạn khi mà bước vào nhà thì đèn nó sẽ tự sáng đó. Thì mình ứng dụng IoT vào thì mình sẽ điều khiển cái ngôi nhà của mình đèn tự sáng, rồi máy lạnh tự bật đó. Thì đó là những cái sản phẩm của ngành cơ điện tử. Và hiện tại thì ngoài doanh nghiệp hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng rất là cao về ngành cơ điện tử nói riêng, cũng như là các cái ngành kỹ thuật nói chung. Khi mà các bạn học các cái ngành này thì các bạn sẽ không có lo về cơ hội việc làm sau này. Thì có một vài thông tin như vậy gửi đến các em. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy ạ. Và cũng về lĩnh vực cơ điện tử thì bạn cũng có một câu hỏi là: em yêu thích tìm hiểu về robot thì em nên học ngành kỹ thuật cơ điện tử hay là ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử ạ? Và với câu hỏi này thì em cũng xin mời thầy Quân của thầy cũng có thể tiếp tục giải đáp được câu hỏi này không thầy? Rồi thì thầy xin cảm ơn câu hỏi của các bạn. Thì bạn đam mê về robot đúng không, thì bạn hãy mạnh dạn lựa chọn ngành kỹ thuật cơ điện tử. Thì ngành kỹ thuật cơ điện tử đó là sự kết hợp giữa cơ khí, nó dựa trên nền tảng cơ khí và kết hợp điều khiển và trí tuệ nhân tạo vào trong đó, thì nó mới tạo ra được một sản phẩm robot đó. Thì khi mà các bạn yêu thích, có đam mê về robot thì các bạn nên chọn ngành cơ điện tử. Xin cảm ơn.
Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy, cũng đã giải đáp được một phần thắc mắc của bạn. Thì theo những lời tư vấn của thầy thì nếu mà bạn yêu thích robot thì bạn hãy làm theo những tư vấn của thầy nha. Và sau đây thì em cũng xin được mời thầy Lễ, thầy sẽ bổ sung thêm những thông tin cho các bạn học sinh được hiểu hơn về nếu các bạn thích robot thì vai trò của các ngành trong cái niềm yêu thích của các bạn sẽ như thế nào ạ. Em xin mời thầy Lễ. Chung bây giờ là cái bên lĩnh vực robot thì bên ngành cơ điện tử, kỹ thuật cơ điện tử sẽ là cái nơi mà có thể là đào tạo, hỗ trợ, giờ giúp cho các em là đào tạo cho các em là ra nó chuyên sâu hơn. Tại vì là ở đây cái lĩnh vực robot là lĩnh vực thiên về cái điều khiển trong cơ khí, cho nên là ngành kỹ thuật cơ điện tử là cái nơi mà có thể là phù hợp nhất để mà các em có thể là lựa chọn cho cái việc học tạo ra được cái sản phẩm thuộc robot, lĩnh vực robot thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn nơi ngành kỹ thuật điện tử thì bên điện tử là có một cái mảng cái lĩnh vực gọi là lĩnh vực điều khiển tự động, nhưng mà cái lĩnh vực điều khiển tự động này là nó sẽ là điều khiển chung trong công nghiệp luôn, cho nên nó là không thiên về bên cơ khí, cho nên nó là cái đó là cái lĩnh vực robot của mình đã là nó lại thiên về cơ khí. Do đó là cái vấn đề mà ví dụ như là chúng ta có thể là chế tạo ra các phần cứng của cơ khí thì đó là ví dụ bên cơ điện tử sẽ là phù hợp so với ngành điện tử. Hoặc là ví dụ như là nếu như mà điều khiển trong các cái hệ thống thang máy, hoặc là điều khiển trong các cái hệ thống nhà thông minh, hoặc là trong các cái văn phòng làm việc, hoặc là trong các cái nhà máy điện vân vân, thì bên lĩnh vực điện điện tử có thể là sẽ thiết lập một cái hệ thống điều khiển nó hoàn hảo hơn. Đây là cái thích của mình. Dạ, em xin cảm ơn những thông tin của thầy dành cho các bạn đang có sự yêu thích với robot. Và tiếp theo thì em xin mời cô Nhung, cô có thể giúp cho bạn Như Ngọc, bạn giải đáp một câu hỏi. Dạ, em chào thầy cô. Cho em hỏi là để học được ngành quản lý công nghiệp, em cần học giỏi những môn nào ở trung học phổ thông? Và em có thể xét tuyển vào ngành quản lý công nghiệp bằng những tổ hợp nào? Em xin mời cô Nhung ạ. Cảm ơn Mỹ Như. Xin chào bạn Như Ngọc. Cô xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau. Đối với ngành quản lý công nghiệp của trường Đại học Văn Lang thì các bạn có thể là tham gia xét tuyển bằng các cái tổ hợp môn. Thứ nhất là A00 toán lý hóa, A01 toán lý anh, A02 toán lý sinh, B00 toán hóa sinh. Đây là 4 tổ hợp xét tuyển của ngành quản lý công nghiệp trường Đại học Văn Lang. Hiện nay thì các bạn có thể là đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của trường Đại học Văn Lang các bạn nhé. Cô cũng thông tin thêm cho các bạn là các cái phương thức mà xét tuyển của ngành, đó là xét tuyển thi kết quả trung học phổ thông quốc gia, xét tuyển kết quả học bạ trung học phổ thông, xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và xét tuyển thẳng. Qua những cái thông tin mà cô chia sẻ thì các bạn cũng thấy là đối với những cái ngành học thiên hơi hướng về có thể là có kết hợp cả kỹ thuật và quản trị kinh tế thì các bạn nên đầu tư vào các môn học như là toán nè, lý nè, đặc biệt là ở ngành quản lý công nghiệp thì các bạn có tiếng Anh tốt là một lợi thế vì nó đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường phát triển và hội nhập hiện nay. Cô cảm ơn, cô xin ạ. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của cô. Và tiếp nối những chia sẻ của cô Nhung thì em cũng xin quay lại trường quay với thầy Đức. Thì cũng có một bạn đặt câu hỏi cho thầy là: thầy ơi, mức lương của kỹ sư ngành quản lý công nghiệp có cao không thầy? Và em cần chuẩn bị những gì để khi tốt nghiệp em dễ xin việc làm ạ? Cảm ơn câu hỏi rất hay của các bạn. Thì đây là một trong những cái câu hỏi cũng rất thực tế mà các bạn trong lĩnh vực quản lý công nghiệp và trao đổi. Thì mức lương ngành quản lý công nghiệp và hiện nay á thì được đánh giá là một trong những cái mức lương khởi đầu
thuộc loại tốt ngành cao khoảng hơn 30-50% so với rất là nhiều cái khối ngành còn lại. Thì để đảm bảo được nó có một cái sự chênh lệch mức lương rất lớn khi mà các bạn có những cái đáp ứng được những ngoài cái kiến thức học ở nhà trường thì ngoài còn trau dồi thêm những cái kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình, thì khi mà các bạn được những cái kỹ năng này kết hợp với ngoại ngữ tốt thì các bạn có thể đạt được cái mức lương cao hơn rất là nhiều so với cái mức lương trung bình của các ngành. Thì thông thường thì hiện nay đối với rất là nhiều ngành thì mức lương khởi điểm khoảng từ 7 đến 8 triệu trong một tháng. Thì khi mà các bạn có kỹ năng tiếng Anh cũng như là các bạn có những cái kiến thức về chuyên ngành tốt thì các bạn sẽ đạt được cái mức lương có thể là gấp 3 và gấp 4 lần so với khởi điểm của những bạn khác. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những chia sẻ của thầy rất là thực tế về ngành quản lý công nghiệp cũng như giải đáp được những thắc mắc mà các bạn nhiều số đông các bạn học sinh cũng đang rất là thắc mắc về ngành quản lý công nghiệp này. Và tiếp theo là câu hỏi của bạn Quốc Bảo, em cũng xin mời cô Nhung có thể giúp bạn giải đáp là chương trình thực tập của ngành quản lý công nghiệp như thế nào và nhà trường có hỗ trợ cho mình địa điểm để thực tập không ạ? Cô cảm ơn câu hỏi của bạn về vấn đề kiến tập thực tập của ngành quản lý công nghiệp. Thì hiện nay thì ở khi mà cái ngành quản lý công nghiệp trong quá trình mà đang được xây dựng thì khoa đã xúc tiến ký kết hợp tác với một số doanh nghiệp, nhà máy là đối tác thân hữu của khoa, với cái nội dung ký kết là để đưa sinh viên đi thực tập, kiến tập trong suốt cái quá trình mà các bạn tham gia học tại trường. Và trong thời gian tới thì khoa sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối, hợp tác với nhiều các cái tổ chức khác và sẽ tổ chức nhiều cái chương trình với sự đồng hành của doanh nghiệp ở các cái tập đoàn lớn, nơi mà các bạn sinh viên sẽ tham gia làm việc và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Các bạn nên là các bạn mà sinh viên khóa 28, các bạn học ở ngành quản lý công nghiệp thì các bạn rất là yên tâm về cái vấn đề mà kiến tập, thực tập, giới thiệu nơi các bạn thực tập và luôn luôn sẽ có những cái thầy cô tận tâm, nhiệt tình, hướng dẫn, đồng hành cùng các bạn trong cái quá trình các bạn học tập, thực tập và thực hiện cái khóa luận tốt nghiệp của mình tại trường. Cô xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô ạ. Và tiếp theo thì bạn Thiên Phú Trần, bạn cũng đang có một thắc mắc dành cho thầy, mong bạn mong muốn được thầy Minh có thể giúp bạn giải đáp ạ. Em quan tâm đến lĩnh vực viễn thông thì em có thể học điện điện tử được không thầy? Trong quá trình học thì mình có được đi trải nghiệm thực tế nhiều không ạ? Em xin mời thầy ạ. Vâng. Tôi xin trả lời cái câu hỏi của bạn như sau. Thì nếu mà bạn quan tâm đến ngành điện tử viễn thông thì thực ra cái ngành điện tử viễn thông và ngành công nghệ kỹ thuật điện tử thì hai ngành này nó cũng tương đối là nó có gần nhau, nhưng về cái số môn mà của hai ngành này học có thể là trùng lập với nhau thì khoảng là hơn 50%. Nhưng ngành điện tử viễn thông thì nó sẽ đi sâu về các cái ngành về các cái thiết bị truyền thông như là và các thiết bị điện tử như là các cái tivi, điện thoại di động hay là máy tính, các cái bộ điều khiển, đi sâu về hệ thống nhúng nhiều hơn. Thì còn ngành điện tử thì sẽ chuyên sâu về các cái mảng như là năng lượng điện hay là điều khiển tự động như hồi nãy các thầy cũng đã nói nhiều. Cho nên đó, bên ngoài các cái trường khác thì nó có theo các em tìm hiểu và như thầy được biết thì có cái ngành điện tử chuyên về điện tử viễn thông. Nếu chúng ta yêu thích ngành điện tử viễn thông thì sẽ nên là đăng ký vào các cái ngành mà các cái trường mà có cái ngành chuyên về điện tử viễn thông. Và xin mời thầy. Và cái vế tiếp theo thì về vấn đề thực hành, về vấn đề trải nghiệm thực tế thì như thầy đã giới thiệu lúc đầu thì cái ngành công nghệ kỹ thuật điện tử thì ngay từ năm cuối năm nhất và đầu năm hai
thì đã cho sinh viên đi tham gia các cái buổi trải nghiệm thực tế ở các cái nhà máy, các cái xí nghiệp mà liên quan đến cái ngành của mình, để cho các em có cơ hội nắm bắt được cái thực tế và hình dung ra được cái công việc mà sau này chúng ta đi làm là như thế nào, để chúng ta không bỡ ngỡ khi chúng ta mới vừa ra trường. Cái đó là cái ưu điểm của cái ngành công nghệ kỹ thuật điện tử ở trường Đại học Văn Lang. Và sau đây thì xin mời Thị Lễ có cái bổ sung thêm cái ý này, câu hỏi của các em. À, sau đây mình thầy sẽ bổ sung thêm chỗ cái câu hỏi mà các em đã đặt câu hỏi cho thầy Minh ha. Thì ở đây thì chủ yếu là trong cái lĩnh vực điện bên lĩnh vực viễn thông á, thì chủ yếu là các em sẽ được đào tạo thiên về viễn thông bên tín hiệu. Còn bên này là điện 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 tử thì thiên về cái bên cũng là tín hiệu, nhưng mà bên là điều khiển tự động. Cho nên là nếu mà có sự gọi là mình quan tâm sâu về cái điện tử viễn thông thì sẽ chọn theo cái ngành điện tử viễn thông nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu như mà là trong cái gọi là cái hiểu biết về giữa hai bên đó, nó còn mơ hồ, thì ở đây thì thầy cũng đã có cái giới thiệu về cái lĩnh vực điều khiển tự động, cũng là một cái lĩnh vực mà có thể là sẽ mang lại một cái gọi là cái mới mẻ gì đó cho em, thì em có thể là tham khảo thêm để mà có một cái sự lựa chọn nó phù hợp hơn. Đấy là cái thế mạnh của bên ngành điện tử của Đại học Văn Lang là như thế. Dạ, tiếp nối câu hỏi vừa rồi thì các bạn học sinh cũng đặt một câu hỏi cho thầy Lễ, mong thầy được giải đáp là: dạ em chào thầy, thầy cho em hỏi em có cần trang bị những gì để học tốt ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử thưa thầy? Thì hiện tại ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử thì để mà các em được học tốt ngành này thì cái phổ thông các em có thể là trang bị cái kiến thức về toán tốt, thì khi đó là các em sẽ vào, nó sẽ là một cái nền tảng tốt cho ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử. Và đồng thời là bên cạnh đó là cái môn lý cũng là một trong những môn mà bổ sung rất là hữu ích cho ngành điện tử rất là nhiều. Cho nên là đó là hai cái môn học cơ bản. Và đối với sinh viên ngành điện điện tử ở Đại học Văn Lang thì sẽ được học trong các cái chương trình mà có cái sự gọi là kết nối với các cái chương trình đào tạo nước ngoài. Do đó thì các em cũng cần có kiến thức về tiếng Anh tốt, thì khi đó là sẽ hỗ trợ cho các em tốt hơn việc cái việc học tập. Như vậy thì đấy là những cái cơ bản. Ngoài ra thì sinh viên ngành điện tử cũng cần một cái sự gọi là sự cần cù và có sự chịu khó. Cho nên là ở đây khi mà chúng ta đối với tất cả các cái ngành kỹ thuật là đều có chung cái bản chất là như thế. Do đó là cái việc mà ví dụ như các em có một cái niềm đam mê gì đó thì đòi hỏi một cái sự cần cù của bản thân để mà mình đào sâu thì mới có thể là ví dụ tìm ra được một cái gọi là cái mới, hoặc là chúng ta có thể là tạo ra một cái sản phẩm cho mình, có thể là nghiên cứu nó sâu hơn nữa khi mà có nhu cầu học thêm nữa hoặc là nâng cao thêm nữa, thì khi đó là nó sẽ thuận tiện hơn cho các em. Cho nên là cái tính cần cù ở đây là nó đòi hỏi rất là cao, bởi vì là trong quá trình mà chúng ta học tập cũng như là chúng ta có thể là chế tạo ra các cái sản phẩm mà đòi hỏi, ví dụ như đòi hỏi kiến thức lập trình, thì khi đó là chúng ta cũng phải có một cái sự gọi là sự kiên trì nhẫn nại để mà chúng ta có thể là chúng ta đạt được cái mục tiêu đặt ra. Chứ còn cái tính kiên trì nhẫn nại mà không có thì khi đó là sẽ rất là khó khăn. Đó là những cái cơ bản khi mà em muốn chọn ngành điện điện tử là như thế.
Dạ, em xin cảm ơn những lời khuyên của thầy đã dành cho bạn ạ. Và tiếp theo thì em cũng xin mời thầy Quân có thể giải đáp giúp bạn là dạ, mọi người hay nói về khái niệm AI, nhưng em không hiểu AI là gì. Và khi học ngành cơ điện tử thì AI sẽ được ứng dụng như thế nào ạ? Và bạn có hỏi thêm nữa là nếu bạn là nữ thì bạn có học được ngành này hay không? Thì cô Hoa ơi, cô cũng có thể gửi một lời động viên đến cho bạn nha cô. Rồi, thì thầy xin cảm ơn cái câu hỏi rất là hay của các bạn ha. Thì thầy xin giải đáp cho các bạn về cái AI hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo. Thì nó là một cái ngành mà thuộc cái lĩnh vực khoa học máy tính, nó là ứng dụng của khoa học máy tính vào trong cái các cái sản phẩm máy móc tự động hóa hoặc là robot. Thì nó là cái trí tuệ mà do con người lập trình tạo nên, với cái mục tiêu là giúp máy tính có thể tự động hóa được, hoặc là giúp các máy móc có thể tự động hóa được các hành vi thông minh giống như là con người. Thì cụ thể trí tuệ nhân tạo nó sẽ giúp máy tính có được những cái trí tuệ như con người, ví dụ như là biết suy nghĩ này, hoặc là biết lập luận này, để giải quyết các vấn đề. Thì như hồi nãy thầy có chia sẻ là các bạn sinh viên khóa trước đang tham gia cuộc thi là lập trình xe tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thì các cái kiến thức về lập trình trí tuệ nhân tạo thì các bạn sẽ được mô phỏng ở trên máy tính. Đầu tiên là các bạn sẽ được mô phỏng ở trên máy tính để xem thử chiếc xe của mình nó chạy có đúng làn đường hay không, có đúng tốc độ hay không, có nhận diện được các cái biển báo giao thông hay không. Thì sau khi các bạn mô phỏng ở trên máy tính xong thì các bạn sẽ lấy cái đoạn lập trình đó và các bạn sẽ nhúng vào trong cái hệ thống điều khiển của chiếc xe. Đó, thì chiếc xe nó sẽ tự vận hành theo cái lập trình, theo cái điều khiển của con người. Đó là chiếc xe có thể tự hiểu được nó chạy theo cái đường nào. Đó, thì đó là một cái ví dụ của trí thông minh nhân tạo. Còn về cái ý thứ hai đó là các bạn nữ có thể học được cái ngành cơ điện tử này không, thì thầy xin nhờ cô Ho chia sẻ, vì cô Ho cũng là giảng viên nữ ha. Xin mời cô Ho. Thì cô là một ví dụ. Các bạn nữ cứ yên tâm ha, chúng ta có thể học ngành kỹ thuật cơ điện tử hoàn toàn giống như các bạn nam, và chúng ta cũng, nhưng mà chúng ta có cố gắng thì chúng ta có thể học bằng hoặc là giỏi hơn chứ không có thua kém gì ha các bạn. Đặc biệt là cái ngành kỹ thuật cơ điện tử, mà nếu như mà bạn nữ mà ngại, chẳng hạn như chúng ta sợ đi thực tập hay là sợ đi thi công công trình, thì chúng ta có thể đi theo hướng giống như là lập trình về robot, trí tuệ nhân tạo, thì không có hoàn toàn không có ảnh hưởng gì về giới tính của chúng ta hết, nam hay nữ gì đều học giống nhau ha. Nên các bạn nữ cứ yên tâm mà nộp hồ sơ nha. Dạ, em xin cảm ơn những lời chia sẻ của thầy và cô. Và tiếp theo thì ban nãy thì có một số bạn học sinh thì các bạn cũng ngại để lại câu hỏi dưới phần bình luận, nên là các bạn đã nhắn tin riêng cho fanpage của trường, thì em cũng xin phép được đọc câu hỏi của bạn và nhờ các thầy cô giải đáp giúp ạ. Em xin đọc câu hỏi và nhờ cô Nhung giải đáp. Tốt nghiệp ngành quản lý công nghiệp, em có thể làm việc ở đâu thưa các thầy cô? Nhà trường có hỗ trợ việc làm cho sinh viên không ạ? Em xin mời cô Nhung ạ. Cô xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật ra cái vấn đề về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp thì nó là một cái mối quan tâm lớn của rất rất nhiều quý vị phụ huynh và các em học sinh. Thật ra là có rất nhiều yếu tố để tạo nên cơ hội việc làm cho các bạn sau khi tốt nghiệp ở một cái ngành nghề nào đó. Quan trọng là cô nghĩ là các bạn là phải có đam mê, quyết tâm và học tập một cách nghiêm túc. Rồi quay lại nói về cơ hội việc làm của ngành quản lý công nghiệp, thì cô nghĩ là nếu như các bạn mà đi theo ngành này á, thì sự lựa chọn vị trí việc làm là vô cùng đa dạng, với những cái đãi ngộ vô cùng hấp dẫn. Hiện nay thì thị trường đang cần nguồn nhân lực để làm quản lý mà hiểu biết về kỹ thuật, hay một cái đội ngũ về kỹ thuật mà có khả năng quản lý. Do đó thì các bạn thấy là cơ hội rộng mở của các bạn ở các cái công việc thì nó có thể trải dài từ các cái doanh nghiệp Việt Nam
đến nước ngoài, các cái tập đoàn đa quốc gia, từ các cái nhà máy sản xuất dịch vụ cho đến các cái cơ quan quản lý nhà nước. Cô có thể điểm qua một số các cái vị trí công việc, những cái chức danh công việc mà các bạn mà thuộc ngành quản lý công nghiệp sau khi tốt nghiệp mình có thể tham gia làm việc. Ví dụ như các bạn có thể giữ những cái vị trí công việc như là quản lý nhà máy, giám đốc sản xuất, hoạch định dự án, quản lý hệ thống sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý chuỗi cung ứng, logistics, quản lý nguyên vật liệu, tồn kho và mua hàng. Các bạn mà có cái đam mê, yêu thích về những cái về quản trị, về nhân sự, về tài chính thì các bạn cũng có thể là hoàn toàn có thể là đảm nhận được những cái vị trí này tại doanh nghiệp. Các bạn là những bạn mà có thể là có khả năng giao tiếp tốt nè, khả năng thuyết trình, rồi khả năng diễn đạt, thuyết phục thì các bạn có thể là làm các cái công việc như là về tư vấn về cải tiến hệ thống cho các đơn vị. Ngoài ra thì đối với ngành quản lý công nghiệp của trường Đại học Văn Lang thì giống như đầu giờ là thầy Phạm Đức có chia sẻ là có một cái mảng kiến thức liên quan đến quản lý an toàn sức khỏe và môi trường trong doanh nghiệp. Thì về mảng này thì các bạn cũng có thể đảm nhận vị trí là đảm bảo an toàn sức khỏe và môi trường cho cái doanh nghiệp của mình đang thực hiện. Ngoài ra thì đối với kỹ sư quản lý công nghiệp thì các bạn có thể là đảm nhận những cái vị trí công việc thuộc các sở ban ngành, của ví dụ như là ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, hoặc là những bạn nào có đam mê về học thuật, về nghiên cứu thì các bạn có thể là tiếp tục trau dồi kỹ năng kiến thức của mình, học nâng cao để tham gia công tác tại các cái viện nghiên cứu và trường đại học. Cô cũng chia sẻ thêm thì ở ngành này á, thì mình cũng có rất là nhiều mảng kiến thức liên quan và hơi hướng về quản lý, về kinh tế. Nên có nhiều những cái vị trí công tác, công việc văn phòng dành cho các bạn nữ khi tham gia ngành học này. Như là các bạn có thể tham gia quản trị nhân sự, nè, tài chính, nè, quản lý về đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Nè. Có những cái việc làm như cô kể trên thì các bạn cũng thấy được là cơ hội việc làm rộng mở của cái ngành này. Xin cảm ơn quý phụ huynh và các bạn đã lắng nghe. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của cô. Và tiếp theo cũng là một câu hỏi liên quan đến ngành quản lý công nghiệp. Thì có vẻ là bạn này bạn đã theo dõi livestream từ từ phút đầu tới bây giờ rồi đó thầy. Thì bạn cũng muốn đặt một câu hỏi là dạ, ban nãy em có nghe thầy nói là ngành quản lý công nghiệp học cả kiến thức về kinh tế nữa. Thì thầy có thể chia sẻ cho em biết là ngành quản lý công nghiệp học cụ thể về kinh tế là chúng ta sẽ học những gì ạ? Cảm ơn Mỹ Như, cảm ơn câu hỏi của bạn học sinh. Thì ở đây là cũng là một cái câu hỏi rất là thú vị của các bạn. Thì đối với những cái kiến thức về khối kinh tế thì các em sẽ học sinh, các em sinh viên sau này sẽ tiếp cận những cái môn học như là quản trị học, quản trị học, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng. Những cái kiến thức này sẽ hỗ trợ cho các em mà theo đuổi cái về khía cạnh về kinh tế, tài chính. Vì hiện nay thì có đối với cái ngành quản lý công nghiệp á, thì nó có nhiều cái mảng khác nhau. Thì tùy vào tố chất của mỗi em thì các em sẽ lựa chọn đi theo là hướng kỹ thuật. Kỹ thuật hay là kiến thức về kinh tế. Thì như tôi đã trao đổi thì các em có nhiều cái lựa chọn để mà thực hiện cái ước mơ của mình. Xin cảm ơn. Okay. Em cảm ơn những chia sẻ của thầy. Thì qua những lời chia sẻ của thầy vừa rồi thì cũng đã cung cấp những thông tin cơ bản về ngành quản lý công nghiệp thêm cho các bạn học sinh được biết. Và tiếp theo là một câu hỏi về ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử. Thì bạn hỏi là không biết là ngành này em có cơ hội du học ở nước ngoài không ạ? Và thầy Lễ có thể giúp bạn giải đáp thắc mắc này nha thầy. Rồi, thầy sẽ giải thích cái câu hỏi của bạn. Cảm ơn câu hỏi của bạn vừa đặt ra. Thì hiện tại là đối với ngành công nghệ kỹ thuật điện tử thì hiện giờ sinh viên ra trường, nếu như mà các em có cái gọi là cái
sở thích cũng như là cái nhu cầu mà học nâng cao thêm thì các em có thể là sẽ đăng ký để mà mình có các cái suất du học ở nước ngoài. Như vậy thì khi đó là các em sẽ làm cái hồ sơ, các em sẽ làm hồ sơ apply để mà gửi đến các trường đại học ở nước ngoài để mà chúng ta có thể là học nâng cao lên, học nâng cao lên thạc sĩ hoặc là tiến sĩ, cũng như là một số thầy hiện giờ ở trong khoa cũng đã là đi du học ở nước ngoài về. Thì hiện giờ là khoa cũng có liên kết với một số trường đại học ở Cộng hòa Séc để mà đào tạo các cái nghiên cứu sinh, tiến sĩ cũng như là thạc sĩ. Bên cạnh đó thì cũng có các cái suất học bổng tại Hàn Quốc hoặc là bên Nhật, thì nốt thì có thể là em có thể làm hồ sơ để mà gửi, thì khi đó thì chúng ta cũng có cơ hội để mà chúng ta học tập và nâng cao trong cái ngành điện điện tử. Cảm ơn câu hỏi. Dạ, cảm ơn những thông tin của thầy ạ. Thì nếu các bạn học sinh đang yêu thích ngành điện điện tử mà các bạn có nhu cầu đi du học thì các bạn cũng đừng quá lo lắng ha, vì cơ hội của chúng ta cũng rất là nhiều. Tiếp theo là câu hỏi liên quan đến ngành cơ điện tử, thì em xin mời cô Hoa có thể giải đáp câu hỏi này ạ. Nếu trong quá trình em học ngành cơ điện tử, em có thể nhận được những học bổng nào ạ? À, tôi xin giải đáp cái câu hỏi của bạn là nếu mà trong quá trình bạn học ngành kỹ thuật cơ điện tử, nếu mà kết quả học tập của bạn tốt thì bạn có, thứ nhất là bạn có thể nhận học bổng của khoa và học bổng của trường theo kết quả học tập của mình. Ngoài ra thì khoa cũng có những cái liên kết học bổng với lại những doanh nghiệp, cái công ty nước ngoài cho học bổng cho sinh viên. Cho nên các em cứ yên tâm mà cố gắng học tập thì rất nhiều học bổng, hoặc là có một số học bổng của một số trường nước ngoài cũng có thể liên kết để cho sinh viên chúng ta nghiên cứu và học tập. À, em xin cảm ơn những chia sẻ của cô, và tiếp theo em cũng xin mời thầy Quân có thể giúp các bạn học sinh giải đáp câu hỏi. Em có học nghề ở phổ thông là em học môn điện, em thấy mình cũng khá phù hợp và yêu thích môn học này. Vậy thì em có phù hợp để chọn ngành điện điện tử hay là phù hợp hơn với ngành cơ điện tử ạ? Cảm ơn câu hỏi rất là hay của bạn. Thì thầy sẽ xin chia sẻ như thế này. Thì ở phổ thông thì thường thường là các bạn sẽ học nghề đó là nghề điện, đúng không? Thì nghề điện thì khi mà các bạn chọn cái nghề đó thì trong trong người của bạn đã đam mê về cái lĩnh vực kỹ thuật, đúng không? Đó thì tùy tùy vào các bạn xác định lại mong muốn của mình là gì. Nếu mà các bạn muốn đi theo cái hướng gọi là điều khiển công nghiệp hoặc là cái hướng về năng lượng điện đó, thì bạn sẽ lựa chọn ngành điện điện tử. Còn nếu bạn đam mê về robot hoặc là các cái máy móc tự động hóa thì các bạn sẽ lựa chọn ngành cơ điện tử. Đó, thì cái sự khác biệt giữa ngành điện điện tử và cơ điện tử thì hồi nãy thầy Lễ đã có chia sẻ cho các bạn ha. Đó, thì tùy thuộc vào bạn ha. Bạn mong muốn mình sẽ lựa chọn theo hướng là điện điện công nghiệp hay là cơ điện tử, bạn sẽ lựa chọn phù hợp hơn cho cái ngành nghề của mình. Xin chia sẻ một vài ý như vậy. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của thầy Quân ạ. Và tiếp theo em cũng xin mời thầy Lễ cũng có thể giúp các bạn học sinh giải đáp thêm về câu hỏi vừa rồi ạ. Em xin mời thầy ạ. Cảm ơn câu hỏi của em á. Vừa rồi á, thì em hỏi câu hỏi như thế thì mình cũng hiểu rồi, có nghĩa là ở phổ thông á, thì các em thường là học các cái lớp học nghề, cho nên là ở các lớp học nghề chủ yếu là mấy thầy sẽ cho học bên lắp các mạch điện là chính, cho nên là nếu như mà em đã có cái gọi là có sự đam mê về cái việc mà lắp các mạch điện hoặc là điều khiển trong mạch điện gì đó, thì đó là nó chính là cái lĩnh vực điện điện tử mà nãy giờ là thầy Minh cũng đã giới thiệu về ngành điện điện tử. Như vậy thì ngoài cái việc mà lắp các mạch điện ra thì
Em còn có những cái điều khiển gọi là điều khiển chuyên sâu trong cái mạch điện, có nghĩa là nó cao cấp hơn nữa, chứ nó không phải là bao nhiêu đó chỉ là một cái gọi là cái nền cơ bản mà các em học ở Phú Thông thôi. Chứ còn là từ cái nền đó, nếu như mà em có một sự đam mê về cái lắp các mạch điện điện tử thì có thể là em sẽ được học tập tại cái môi trường của Đại học Văn Lang, thì mấy thầy sẽ hỗ trợ cho các em và sẽ giúp cho các em có được một cái gọi là cái niềm đam mê của mình, phát triển niềm đam mê sẽ tốt hơn. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của thầy ạ. Và quý phụ huynh và các bạn học sinh ơi, ngay bây giờ thì chúng ta quay lại với trường quay cùng với thầy Đức. Thì em cũng mong là thầy có thể chia sẻ thêm cho các bạn học sinh đang theo dõi qua livestream về câu hỏi là thầy có thể chia sẻ một chút về nhu cầu nguồn nhân lực của ngành quản lý công nghiệp không ạ? Để hiện nay các bạn cũng hiểu thêm về tiềm năng của ngành này trong tương lai sẽ như thế nào ạ? Xin cảm ơn Mỹ Như, xin cảm ơn các bạn. Thì đây là một câu hỏi mà không chỉ là các em học sinh mà các quý vị phụ huynh cũng rất là quan tâm với cái nhu cầu việc làm sau này của ngành quản lý công nghiệp. Thì hiện nay thì cái nhu cầu việc làm của ngành quản lý công nghiệp nó rất là lớn. Các em có thể làm việc ở các công ty đa quốc gia, công ty nước ngoài, các doanh nghiệp tư nhân, hay là những kể cả các phòng ban quản lý về lĩnh vực công nghiệp hoặc là khu công nghiệp. Thì chính vì vậy thì các em hãy yên tâm, thì đối với ngành học này thì thường thì khoảng đến năm thứ 3 hay năm thứ 4 thì các doanh nghiệp sẽ có những cái đến có những cái buổi giao lưu trao đổi với khoa quản lý kỹ thuật an toàn cũng như là ngành quản lý công nghiệp để định hướng cũng như là tìm những kiếm những cái bạn sinh viên có nhu cầu thực hiện cái ước mơ và làm việc của mình trong cái lĩnh vực quản lý công nghiệp. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy. Và bạn tiếp nối theo chuyên mục Q&A thì bạn Thúy Hà Nguyễn, bạn cũng có một câu hỏi là: em chào thầy cô, em muốn biết về chương trình đào tạo ngành điện điện tử của trường Đại học Văn Lang. Có chương trình đào tạo như thế nào để các kỹ sư có khả năng cạnh tranh tốt trên thị trường lao động hiện nay ngày một đòi hỏi cao hơn? Em cảm ơn mà mong thầy cô có thể giải đáp ạ. Và với câu hỏi này thì em cũng xin mời thầy Minh có thể giúp bạn Thúy Hà Nguyễn giải đáp câu hỏi này ạ. Xin cảm ơn em. Thì thầy cũng đại diện ngành điện tử Đại học Văn Lang muốn trả lời cái câu hỏi của em như sau. Thì thực ra trên cái thị trường hiện nay á, là cái cũng có rất nhiều trường đào tạo cái lĩnh vực ngành công nghệ kỹ thuật điện tử này, nhưng ở Đại học Văn Lang thì thấy được cái tầm quan trọng của cái sự phát triển của ngày nay, thì chúng ta thấy là cái năng lượng sạch, năng lượng xanh, cái lĩnh vực điều khiển năng tự động và điều khiển năng lượng của ngành công nghệ kỹ thuật điện tử á, là sẽ đi theo cái hướng hai hướng cụ thể như sau. Thứ nhất á, là cái hướng năng lượng điện, thì cái khi mà các em kết thúc khóa đào tạo á, thì người có sẽ có đủ trình độ chuyên sâu để nắm bắt các kiến thức mà mang tính cập nhật cao trong cái lĩnh vực năng lượng điện, có khả năng là vận hành điều khiển các cái thiết bị công nghệ mới vào thực tế trong cái ngành năng lượng điện ở Việt Nam hiện nay, và có khả năng là thiết kế tích hợp các hệ thống chuyên dụng và dân dụng. Và bên cạnh đó thì các kỹ sư sau khi tốt nghiệp cũng có khả năng phát huy và sử dụng một cách hiệu quả các kiến thức được đào tạo chuyên sâu về tại các cái cơ sở sản xuất cũng như các cơ sở dịch vụ, các doanh nghiệp hoạt động trong cái lĩnh vực mà năng lượng điện này. Thì ngày nay chúng ta thấy là cái năng lượng mặt trời hay là năng lượng gió là ở Việt Nam chúng ta là đang phát triển rất là mạnh mẽ, nên là cái hướng chuyên sâu về năng lượng điện này là đi vào trực diện vào cái lĩnh vực này, nên là khi các em ra trường thì các em sẽ đủ sức để cạnh tranh với lại các cái ngành này ở những cái nơi đào tạo khác.
Và cái hướng thứ hai là cái hướng điều khiển chuyên sâu về điều khiển tự động. Thì khi mà kết thúc cái khóa đào tạo điều khiển chuyên sâu á, thì các bạn sẽ có đủ trình độ chuyên sâu về việc kỹ thuật và nắm bắt các cái kiến thức về mang tính cập nhật cao trong lĩnh vực điều khiển tự động, và có cái khả năng vận hành để triển khai các cái thiết bị công nghệ mới trên thực tế bên ngành kỹ thuật tự động hóa ở Việt Nam, và có khả năng thiết kế tích hợp các hệ thống chuyên dụng và dân dụng. Các kỹ sư khi sau khi mà ra trường á, thì chúng ta đảm bảo là chúng ta có thể làm trực tiếp tại các cái doanh nghiệp hoạt động trong cái lĩnh vực tự động hóa, và thậm chí là các cái hệ thống điều khiển tự động hóa cho cái lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng tái tạo. Cho nên là khi mà cái ngành năng lượng, cái ngành đường công nghệ điều khiển điện tử của Đại học Văn Lang sẽ nhắm đi sâu vào hai cái lĩnh vực này. Thì khi mà các bạn đã học rồi thì ra trường chúng ta sẽ đủ sức để cạnh tranh. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy ạ. Và đó là những thông tin rất hữu ích về ngành điện điện tử tại trường Đại học Văn Lang. Thì mong rằng bạn Thí Hà Nguyễn cũng như các bạn học sinh đang theo dõi livestream ngày hôm nay cũng có thể hiểu hơn về ngành học này tại Văn Lang nha. Và câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyên Đinh là: dạ em chào thầy cô, em sợ học kỹ thuật ra sẽ rất vất vả. Em không biết thời đại 4.0 hiện nay các ngành cơ điện tử có những bước phát triển như thế nào và họ có sử dụng nhiều máy móc công nghệ khi làm việc không? Với câu hỏi này thì em cũng xin được kết nối với cô Hoa ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì với cái công nghệ kỹ thuật 4.0 hiện nay thì giống như lúc đầu cô đã giới thiệu rồi, cái hướng chuyên sâu mà đào tạo ngành kỹ thuật cơ điện tử của Đại học Văn Lang là theo hướng robotics và AI. Cho nên đó là chúng ta sẽ hạn chế là làm những việc tay chân. Cho nên nếu như mà mình nghĩ là kỹ thuật là vất vả thì chỉ là vất vả đầu óc, chứ chúng ta không có làm những nhiều việc tay chân giống như tại vì chúng ta tốt nghiệp đó là kỹ sư, chứ chúng ta không phải làm những cái như thực hành làm những việc tay chân giống như là thợ. Cô ví dụ như là chúng ở bên mảng cơ thì ngoài và là gia công về cơ thì chúng ta có bên bộ phận là CNC thì tất cả cái đều tự động hóa hết, hoặc là chúng ta có bên công nghệ tạo mẫu nhanh. Nếu như mà bạn nào có nếu như mà bạn đã nghiên cứu về kỹ thuật rồi thì bạn cũng đã biết cơ bản về cái chương trình đào tạo kỹ thuật cơ điện tử rồi, thì chúng ta sẽ học về điều khiển, về robot, về AI, thì đó là sử dụng trí tuệ để lập trình, cho nên chúng ta sẽ hạn ít về tay chân hơn. Đó là những cái bước tiến của cái kỹ thuật cơ điện tử, là mấy em sẽ được học về những cái môn lập trình robot, về môn trí tuệ nhân tạo, môn học máy. Đó là những cái bước tiến mới ở trong cái chương trình đào tạo của ngành kỹ thuật cơ điện tử của Đại học Văn Lang. Xin cảm ơn. Dạ em xin cảm ơn những giải đáp của cô ạ. Và tiếp theo thì bạn Hà Thu cũng có một câu hỏi, mong được thầy Lễ giải đáp giúp bạn ạ. Dạ em chào thầy, em có nghe các anh chị bảo rằng học ngành kỹ thuật sẽ phải giỏi cả lý thuyết lẫn thực hành. Vậy ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử của trường mình sẽ đào tạo chú trọng vào lý thuyết hay thực hành thưa thầy? Thầy cảm ơn câu hỏi của bạn Hà Thu á. Ở đây là em nghe các bạn nói là ngành kỹ thuật sẽ học giỏi cả về lý thuyết lẫn thực hành, đó là đúng. Như vậy thì riêng đối với ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử thì thầy cũng xin chia sẻ như thế này. Để mà mình có được cái kiến thức mà mình có thể là mình tạo ra được một cái sản phẩm thì là mình cần đòi hỏi cái kiến thức về lý thuyết để mà mình biết được là cách thức mình làm như thế nào. Thì ví dụ như bây giờ là nếu như em muốn tạo ra một cái sản phẩm chẳng hạn như là một cái máy sấy chẳng hạn như vậy, thì bây giờ là cái chương trình điều khiển của nó là như thế nào thì em phải là có cái kiến thức lý thuyết. Như vậy bây giờ là kiến thức lý thuyết lập trình của em là em có thể là em lập trình để mà điều khiển nó theo cái mong muốn của mình. Như vậy thì nếu như mà em không có kiến thức về lý thuyết thì em cũng không có thể là lập trình được cho cái máy nó làm việc theo mong muốn của mình. Ví dụ như là bây giờ là
Thầy muốn là điều khiển cho thang máy nó đi trong các cái tòa nhà. Vậy thì bây giờ là cái việc mà điều khiển thang máy này đòi hỏi mình phải có một cái kiến thức lập trình rất là tốt, thì khi đó thì mình có thể là mình sẽ viết chương trình điều khiển cho nó. Và từ cái chương trình từ từ cái kiến thức lý thuyết đó, mình cũng có thể là mình sẽ phát triển qua các cái sản phẩm khác, chứ không riêng gì là thang máy hay là không riêng gì là cái máy sấy. Ví dụ như em đi học nghề thì có thể là học nghề thì em học thẳng vô cái mà em cần học đó, có nghĩa là bây giờ học thẳng vô một một cái lĩnh vực hẹp thôi. Còn á, là bây giờ ở đây á, là em được đào tạo ở môi trường đại học thì em được trang bị cái kiến thức gọi là kiến thức cơ sở, kiến thức nền. Thì từ kiến thức cơ sở, kiến thức nền đó sau này em ra làm việc và em có thể là phát triển nó tốt hơn nữa, có nghĩa là khi đó em sẽ được tiếp cận với cái môi trường thực tế. Và từ cái kiến thức mà các em được học trong nhà trường cộng với những cái gì mà các em thấy ở thực tế thì mình lúc đó sẽ là có cái sự gọi là áp dụng cái kiến thức lý thuyết mà mình đã học vào thực tế, nó sẽ mạnh mẽ hơn. Cho nên là đòi hỏi sinh viên ngành điện điện tử cũng như nói riêng cũng như là các ngành kỹ thuật nói chung, thì khi mà các em học ở bậc kỹ sư thì các em đòi hỏi phải có trang bị một cái nền gọi là nền kiến thức thật tốt, thì khi đó là ra các em làm cũng tốt, và sau đó là cái khả năng sáng tạo để mà mình phát triển ra những cái sản phẩm khác thì nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Do đó là các em cũng nên là có một cái nhìn nhận về cái kỹ sư được đào tạo trong các trường đại học là như thế, có nghĩa là mình được trang bị kiến thức lý thuyết là kiến thức nền tảng để mà mình phát triển cái thực tế của mình hiện tại cũng như là trong tương lai. Dạ, em xin cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng là tận tâm của thầy. Và tiếp theo em xin mời cô Nhung, cô có thể giải đáp giúp bạn là bạn có thắc mắc là dạ em thấy ngành quản lý công nghiệp là một ngành mới tại trường Đại học Văn Lang. Vậy ưu điểm khi em học ngành này ở Văn Lang là gì thưa cô? Không biết là thầy Đức cũng có thể giải đáp giúp cho Cô bạn xin là cảm ơn câu hỏi của bạn. Cô xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau. Đối với ngành quản lý công nghiệp thì đây là một cái ngành học giao thoa giữa kỹ thuật và kinh tế, đóng vai trò quan trọng cho thành công của rất là nhiều các cái đơn vị trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thương mại. Thì đây không phải là một cái ngành học mà quá mới, đây là một ngành học đã phát triển ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Gần đây thì ở Việt Nam các bạn trẻ đã quan tâm rất là nhiều về ngành học này. Thì ngành học này là đặc biệt phù hợp với rất là nhiều bạn có đam mê cả về kỹ thuật lẫn kinh tế. Thì đối với ngành quản lý công nghiệp của trường Đại học Văn Lang thì được xây dựng với mục tiêu là đào tạo một cái kỹ sư có năng lực phân tích, thiết kế, quản lý các cái hệ thống sản xuất công nghiệp và các cái dịch vụ với tư duy hệ thống để giải quyết các cái vấn đề trong quản lý công nghiệp và quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh đa dạng của toàn cầu hóa hiện nay. Bên cạnh những cái kiến thức và kỹ năng mà các bạn được rèn luyện tại trường thì các bạn còn có các bạn còn sẽ được trau dồi những cái kỹ năng về và những cái thái độ ứng xử chuyên nghiệp, có tinh thần học tập và nghiên cứu suốt đời, có ý thức trách nhiệm, mang lại giá trị và đặc biệt là bảo vệ an toàn cho người lao động trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Các bạn trong quá trình mà tham gia học tại trường thì những kỹ năng mà có thể kể đến các bạn sẽ được trau dồi rèn luyện, đó là kỹ năng thuyết trình nè, kỹ năng báo cáo, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích, phản biện, quản lý và đánh giá dự án và rất là nhiều những cái kỹ năng cần thiết khác cho các bạn không chỉ học tập mà cho công việc sau này. Cô xin hết. Dạ em cảm ơn những chia sẻ của cô và cũng với câu hỏi này thì em cũng mong thầy Đức, cô thầy cũng có thể chia sẻ thêm về những ưu điểm khi các bạn học sinh chọn học ngành quản lý công nghiệp tại Văn Lang. Thì đây là câu hỏi này thì cô Nhung cũng đã trao đổi cũng khá là chi tiết rồi, thì tôi chỉ ngắn gọn thôi. Ba lý do mà các
em học sinh nên chọn ngành quản lý công nghiệp của Đại học Văn Lang? Đó là thứ nhất, nếu thực sự thì các em chưa giỏi thì chúng tôi sẽ giúp cho các em sẽ giỏi hơn và đạt được ước mơ của mình. Thứ hai thì các em yên tâm, các em sẽ có khả năng là có được cái cơ hội nghề nghiệp như mong muốn của mình từ năm thứ 3 hay năm thứ 4, và chúng tôi sẽ giúp cho các bạn đạt được cái việc đấy. Và thứ ba nữa là các bạn nếu có mong muốn học cao hơn để trở thành giảng viên của ngành quản lý công nghiệp thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn để các bạn đạt được những cái học bổng, có thể là học bổng ở trong nước, trong khu vực hay là các nước phát triển trên thế giới. Đặc biệt thì hiện nay chúng tôi có những cái mối quan hệ của ngành này với trường đại học kỹ thuật Ostrava của Cộng hòa Séc, hay những trường đại học ở Thái Lan, Hàn Quốc và Đài Loan để hỗ trợ cho các bạn để đạt được ước mơ khi các bạn học cao hơn. Cảm ơn. Và các bạn học sinh ơi, sau những lời giải đáp của cô Nhung cũng như thầy Đức thì các bạn cũng nhận thấy là ưu điểm của ngành quản lý công nghiệp vô cùng hấp dẫn. Và tiếp theo cũng là một câu hỏi mà bạn Hoàng Phát cũng mong được thầy Đức giải đáp giúp bạn, là thầy cho em hỏi học ngành quản lý công nghiệp có khó khăn gì trong việc khởi nghiệp ạ? Thầy cho em hỏi thêm, khởi nghiệp ở lĩnh vực này có cần nguồn vốn lớn hay không? Và đây có phải là một sự mạo hiểm đối với em hay không? Em xin mời thầy giải đáo giúp bạn ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì đây là một trong những cái câu hỏi không dễ nhưng mà rất là thú vị. Đối với ngành này thì những cái chẳng như là những cái chương trình khởi nghiệp cũng rất là nhiều, để kể cả trong lĩnh vực chẳng như kinh tế cũng như là kỹ thuật. Thì như tôi đã trao đổi ở cái chia sẻ ở cái câu hỏi trước á, thì ngành này thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn đạt được cái mong muốn của mình, có khả năng khởi nghiệp hay là có khả năng mà mình tự kinh doanh để phát triển trong cái lĩnh vực của mình, cũng như là làm việc trong những cái doanh nghiệp mà quốc tế cũng như là doanh nghiệp của Việt Nam. Nên các bạn yên tâm, thì đội ngũ của chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn đạt được những cái ước mơ của mình trong lĩnh vực quản lý công nghiệp. Xin cảm ơn. Dạ, em cũng xin cảm ơn những lời chia sẻ của thầy. Và các bạn học sinh cứ yên tâm nha, nếu các bạn chọn ngành quản lý công nghiệp tại trường Đại học Văn Lang thì các bạn sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ các thầy cô giảng viên của trường nha. Và từ nãy đến giờ thì chúng ta cũng đã cùng nhau trò chuyện và giải đáp rất là nhiều câu hỏi trong suốt chương trình rồi. Thì thời lượng của chương trình cũng đã đến lúc gần hết rồi. Thì nếu các bạn học sinh còn có những thắc mắc thì các bạn có thể tiếp tục để lại dưới phần bình luận, thì fanpage nhà trường sẽ tiếp tục giải đáp cho các bạn nha. Và em cũng mong muốn là nhờ thầy cô gửi một lời khuyên, một lời động viên, truyền cảm hứng thêm cho các bạn học sinh đang mong muốn chọn các ngành nghề tại Văn Lang và các bạn vững tin hơn trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới ạ. Đầu tiên em xin mời thầy Lễ ạ. Chào tất cả các em. Thì để mà mình có thể là mình có một cái định hướng về cái nghề nghiệp của mình cũng như là cái đam mê trong công việc, thì trước hết thì các em cũng sẽ được các thầy cô ở trường phổ thông cũng như là các trường đại học đã tư vấn về cái vấn đề định hướng nghề nghiệp. Như vậy thì qua cái việc tư vấn đó thì các em có thể là chọn cho mình một cái ngành nghề nó phù hợp. Mà khi mà chọn cái ngành nghề nó phù hợp, gọi là cái ngành nghề mà mình có thể là mình yêu thích, mình đam mê để mình đi theo đuổi cái ngành nghề đó, thì nó sẽ là phát triển tốt cho các em. Như vậy thì ví dụ như là bạn chọn vào ngành quản lý công nghiệp, hoặc là bạn chọn vào ngành điện điện tử, hoặc là bạn chọn vào ngành cơ điện tử, thì là trong cái gọi là cái sở thích, cái đam mê của mình nó có những cái gì trong đó, thì mình mới có thể là mình chọn theo cái sở thích, cái đam mê. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các em có một cái sự gọi là sự định hướng nghề nghiệp của mình sau này. Ví dụ như là sự lựa chọn cho cái công việc của mình sau này khi ra trường. Vậy thì có những công việc thì ra trường cũng
tìm việc làm cũng tương đối dễ, cũng có những công việc là ra trường tìm việc làm tương đối khó, nhưng mà nó có đều có cái ưu cái nhược của nó hết. Như vậy thì có thể là cái ngành ra trường tìm công việc nó khó nhưng mà lại là lương nó cao, hoặc là ngành ra trường tìm công việc nó dễ nhưng mà lương nó thấp, đúng không? Nói chung là nó rất là nhiều cái loại ngành nghề mà có thể là hiện giờ đang có trong trong cái xã hội này. Vậy thì bây giờ là thông qua các cái buổi tư vấn hướng nghiệp từ thầy cô trường phổ thông cũng như là các thầy cô ở trường đại học, thì qua đó thì các em cũng có một cái sự định hướng về nghề nghiệp của mình. Thì qua sự định hướng nghề nghiệp của mình ấy, thầy cũng có một cái hy vọng là các em chọn lựa cái ngành nghề cho mình để mà nó phù hợp nhất, để cho mình với cái gọi là cái sở thích, cái tính cách của mình để mình phát triển. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái vấn đề tư vấn để mà các em có thể là hạnh phúc với nghề nghiệp của mình trong tương lai. Thì đó là cũng nhờ sự tư vấn của các bậc anh chị cũng như là thầy cô ở các trường để mà có cái sự tư vấn cho các em. Thì các em cũng nên tham khảo các ý kiến đó để mà mình chọn cho mình một cái nghề nghiệp mà nó phù hợp với mình nhất. Thì khi đó mình ra trường mình sẽ làm việc, nó sẽ vui vẻ, hạnh phúc với cái nghề nghiệp của mình. Thầy xin hết. Dạ, em xin cảm ơn những lời khuyên của thầy, và tiếp theo cũng xin mời thầy Minh gửi một số lời động viên đến với các bạn học sinh đang theo dõi livestream ạ. Vâng, thì cuối cùng thì tôi cũng có xin có một vài lời để trao đổi với các em. Thì thực ra thì để mà có một cái ngành nghề trong tay ấy, thì ai cũng đều trải qua những cái thời gian, những cái năm tháng mà học mà miệt mài ở một cái môi trường nào đó. Thì từ đại học, cao đẳng hay là học nghề các thứ. Tuy nhiên thì trong cái câu hỏi luôn được đặt ra là khi ta chọn ngành thì ta phải chọn cái ngành là học như thế nào, học làm gì và cái thu nhập đó ra sao. Thì cái vấn đề đó càng ngày càng dần dần được thu hẹp dần, đến khi mà cái sự lựa chọn được thu hẹp lại thì các bạn chỉ tập trung vào là các bạn lựa chọn những ngành đang hot, đang hot là cái ngành mà đang dễ kiếm việc làm thời điểm ngày nay như thế nào đó. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý là ngành nào cũng vậy, nhưng mà chúng ta có phải lưu ý một điều là chúng ta học phải cố gắng học giỏi, thì cái ngành khó hay là ngành không hot hay gì đó thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái trái ngọt nếu mà chúng ta có cố gắng. Và lưu ý là ở thị trường hiện nay thì chúng ta thấy là đâu đó luôn luôn vẫn tồn tại cái ngành mà cung thì luôn luôn là ngành mà cái ngành điện tử chúng ta là cái ngành là cầu luôn luôn là cao hơn cung, có nghĩa là cái nhu cầu cần cao hơn cái cung cấp ở các trường đại học đào tạo ra. Cho nên đó là một ý để chúng các em có thể mà cân nhắc và các em lựa chọn ngành nghề của các em. Thì cuối cùng thì tôi cũng xin gửi đến các quý phụ huynh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, và chúc các em có một cái mùa tuyển sinh thành công và đạt được cái nguyện vọng của mình, lựa chọn đúng ngành nghề và cái ngôi trường mà chúng ta học tập và phát triển sau này. Xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của thầy rất nhiều ạ. Và tiếp theo thì thầy Quân ơi, em cũng xin kính mời thầy Quân có những lời chia sẻ động viên tinh thần với các bạn học sinh nha thầy. Vâng, thì với những cái thông tin mà nãy giờ các thầy cô đã chia sẻ thì các bạn cũng đã hiểu hơn về các cái ngành nghề mà mình đang theo đuổi. Thì sắp tới sẽ là một cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Đây có thể là một trong những kỳ thi mà quan trọng nhất đối với cái cuộc đời sinh viên, học sinh của các bạn. Thì thầy hy vọng rằng là các bạn sẽ thời gian này sẽ cố gắng tập trung ôn tập để mà có thể đạt được cái kết quả cao nhất trong cái thời gian sắp tới. Thì thầy và các thầy cô đây cũng rất là mong muốn rằng sẽ được gặp các bạn tân sinh viên K28 tại trường Đại học Văn Lang trong thời gian sắp tới. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thành công trong các kỳ thi sắp tới. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của thầy, và tiếp theo cũng xin kính mời cô Hoa, cô gửi một số lời động viên đến với các bạn học sinh nha cô. Thì đến giờ phút này thì chắc là các em đã được nghe tư vấn rất rất là nhiều từ
các giáo viên ở trường phổ thông, từ cha mẹ, từ bạn bè, từ những người thân, và vừa nghe tư vấn của các thầy cô ở đây, thì cô hy vọng là các em sẽ chọn được cho mình một ngành nghề phù hợp với năng lực của mình, phù hợp với lại sở thích của mình, để tránh trường hợp chúng ta chọn ngành nghề theo xu thế, theo số đông hoặc là theo bạn bè, để rồi chúng ta học 1 năm 2 năm mà chúng ta thấy là chúng ta không phù hợp và lại dừng chân hoặc là đổi sang ngành nghề khác, thì rất là phí, vừa phí thời gian và vừa phí tiền bạc. Hy vọng là các em sẽ sáng suốt để chọn đúng cho mình một ngành nghề để đi theo mình hết cái cuộc đời. Và sắp tới là chúng ta sắp bước vào một cái kỳ thi rất rất là quan trọng, đó là kỳ thi phổ thông. Thì cô xin chúc cho các em có đủ sức khỏe, bình tĩnh và tự tin để bước vào kỳ thi và đạt kết quả tốt nhất. Hy vọng là sẽ gặp các bạn sinh viên mới ở trong ngôi nhà, trong ngôi trường của Đại học Văn Lang. Dạ, em xin cảm ơn những lời khuyên đến từ cô Hoa. Và em cũng xin mời cô Nhung, cô cũng gửi một số lời động viên tinh thần đến với các bạn học sinh đang theo dõi livestream trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới ạ. Bây giờ thì đã cuối chương trình rồi, cô cũng không có chia sẻ gì nhiều hơn. Cô chỉ xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và vững tin với lựa chọn của mình. Cô hy vọng là các bạn sẽ chọn Văn Lang để đồng hành trong quãng đường sinh viên của mình và có những trải nghiệm tuyệt vời tại đây. Cô xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn cô Nhung rất nhiều ạ. Và quay trở lại với trường quay thì em cũng xin kính mời thầy Đức. Thầy cũng có những chia sẻ và những lời động viên đến các bạn học sinh đang theo dõi qua livestream hôm nay nha thầy. Cảm ơn em. Thì nãy giờ thì các thầy cô cũng đã gửi rất nhiều lời động viên cũng như nhắn nhủ đến các bạn. Thì tôi cũng xin gửi một cái lời động viên thế này, và nó có gắn với tôi trong cái quá trình dài. Hy vọng nó cũng sẽ đi theo giúp cho các bạn. Một câu nói thôi, đó là hãy làm mũi tên hướng đến mục tiêu cho đến khi tới đích. Không gì là không thể các bạn. Xin cảm ơn, chúc các bạn sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của thầy, và em tin chắc rằng đó cũng là một câu nói rất là truyền cảm hứng đến với các bạn học sinh đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Và bây giờ cũng đã đến phút cuối chương trình rồi, thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến những lời chia sẻ rất là thân tình của ban tư vấn ngày hôm nay đã có mặt và đồng hành cùng chương trình. Em cũng xin kính chúc quý thầy cô thủ luôn có thật là nhiều sức khỏe, và hy vọng Văn Lang sẽ sớm chào đón gặp gỡ các bạn học sinh đang theo dõi livestream ngày hôm nay trở thành đội ngũ khóa 28 của trường Đại học Văn Lang trong tương lai nha. Và câu chuyện về những ngành nghề sẽ tiếp tục được lên sóng vào những số livestream sau. Xin kính mời quý phụ huynh và các bạn học sinh đón xem livestream Văn Lang Q&A vào mỗi thứ ba hàng tuần lúc 18 giờ trên fanpage trường Đại học Văn Lang để cùng nhau trao đổi chi tiết hơn về chủ đề thiết thực tuyển sinh. Xin chào và hẹn gặp lại! Chớ lo em à, dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lang sẽ đến bên. Rồi Văn Lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khắp ông Văn Lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khắp ông Văn Lang, mãi yêu ngôi nhà thân thương, dâng đầy
xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai. Sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mà ước mơ vào đời. Và rồi vẫn lâu sẽ đến bên bạn, mang hành trang buồn vàn. Rồi vẫn lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa, cùng nhau ta